Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị tiền hữu tri thức A Di Đà Phật. Phật tử Lan Nguyễn có câu hỏi cho con như sau. Thứ nhất là bát nhang trên bàn thờ, con nghe nói không nên rút chân nhang, nhưng đến các chùa thì con thấy các chùa rút chân nhang quét dọn sạch sẽ. Con bắt chước làm như vậy với nhà mình, như vậy đúng hay sai? Câu thứ hai, đối với tượng hình và tháp thờ, mỗi năm con đều thỉnh xuống một hai lần để lau chùi và rất là cặn kẽ, một cách sạch sẽ ở trong tượng, cũng như là cái sáng tóc của Đức Phật. Con làm vậy đúng hay sai? Câu hỏi thứ ba, kính thầy từ bi giải thích tại sao không nên xê dịch, đổi chỗ chân đèn, lư hương, tượng Phật, chỗ mình thờ. Mình nếu làm thì gây ra điều gì? Bàn thờ Phật hai tầng ở nhà con thờ như vậy có được không? Con kính cảm ơn câu hỏi của cô Lan Nguyễn. Kính thưa cô và đại chúng, việc nhang khói thờ phượng là ở tấm lòng cung kính mình hướng đến trên thánh hiền và tổ tiên, ông bà cha mẹ quá cố. Đó là điều rất cao cả, thiêng liêng và tốt đẹp. Điều đó sinh một loại phước đức. Cái biểu hiện nội tâm của mình qua cái hình tướng mình thờ cúng, mình nhang khói, hương đèn, hoa trái, lễ lạy, bái sám, nó tạo ra một cái sự truyền thông, kết nối với cái truyền thống tâm linh và cái truyền thống huyết thống của gia đình mình. Sự tiếp nối đó cực kỳ quan trọng. Bước vào trong một cái nhà, nhìn lên cái nơi thờ phượng sẽ cảm nhận được cái vận khí của một gia đình, cũng như là những thành viên, con người sống trong gia đình đó. Vì đối với ông bà tổ tiên, lòng tri ân của mình đối với họ không cao cả sâu sắc, chắc chắn con người mình sống rất khô khan, nghèo nàn và không có được truyền trao tiếp nối, chắc chắn lòng người đó ít có hạnh phúc, bất an, cho nên không có thể hiện lòng tri ân đối với ông bà tổ tiên của mình. Cho nên trước cách cô quan tâm, cô hỏi nơi mình thờ phượng như vậy thể hiện cái lòng cô là một người con trong gia đình có sự tiếp nối rất tốt. Hơn nữa, biết thờ phượng cung kính lễ lại Phật, dành riêng một cái nơi thờ phượng Tam Bảo ở nhà, điều đó đáng cao quý hơn nữa. Con xin trả lời câu hỏi thứ nhất, có nên rút chân nhang và lau chùi mỗi ngày ở cái lư hương nơi chùa chiền? Số lượng người ra vào thắp nhang rất đông thì chắc chắn để đảm bảo an toàn vừa điện vừa lửa cũng như là vệ sinh thì nên lau sạch sẽ. Nếu ở nhà cái nhu cầu đó mà cần thiết vẫn có thể nên được làm, nhưng cảm thấy rằng cái việc thắp nhang nó cần được để một bữa, hai bữa, ba bữa, bốn bữa, năm bữa, để đôi khi mình thấy cái nhang còn được cắm ở trong cái lư hương, cái lư hương nó không có hiu quạnh, không có trống vắng, thì mình có thể để cho nó tạo cảm giác ấm áp, nó trọn vẹn, có một chút thiêng liêng, là lư hương nó vẫn còn cái chân nhang ở đó. Cái chân nhang nó rất đặc biệt ở chỗ đó. Nhìn vào cái lư hương mà không có cái chân nhang á, đi đâu xa về nhà mà thấy cái lư hương trống rỗng, mình có cảm giác là bàn thờ không được chăm sóc, gia đình nó không được ấm áp. Nên cái này là cái tâm lý rất đặc biệt. Thì mình có thể để 1, 2, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, miễn sao đừng có cho nó mất vệ sinh, nó nguy hiểm về bụi, về điện là được. Còn cái việc mà lau chùi, làm sạch mỗi ngày, điều này nó giúp cho mình tiếp xúc, thể hiện cái tấm lòng chân thành. Cái nơi mà mình thờ kính là cái nơi mà mình quan trọng, dành nhiều cái sự quan tâm, chú tâm, chăm sóc vào đó, rất tốt đẹp, không sao cả. Nhưng đặc biệt đừng có xây chuyển, xê dịch cái lư hương. Trong một gia đình, cái lư hương là cái nơi cố định, chỉ cần mà làm vài động tác, những người mà hiểu biết họ có thể tạo ra vấn đề trong gia đình đó với cái lư hương mà được thờ cúng ấy. Cho nên cẩn thận sự xê dịch, di chuyển cái lư hương, lấy ra lấy vô cái chân hương đó, phải cẩn thận bụi nó bay, nó trồi lên trục xuống cái cát ở trong lư hương nhiều, cũng là điều chúng ta nên hết sức cái chú tâm cẩn trọng. Khi làm như thế, tâm của mình bỏ trọn vẹn cái tấm lòng vô, nguyện cầu với Tam Bảo và nơi thờ cúng mẹ cha là con cố gắng làm cho sạch sẽ bằng cái tâm tha thiết cung kính. Có bất kỳ cái điều gì xin thứ tha, thấu hiểu và che chở cho con.
bằng cái tâm niệm đó mà làm. Muốn giữ cho sạch sẽ nhưng phải thể hiện sự cung kính, không phải làm bằng cái động tác mà giống như là mình chăm sóc một người bệnh hay một người mà họ mang ơn mình. Mình nên chăm sóc với thái độ là mình mang ơn, cho nên mình thể hiện hết cái tấm lòng vào trong đó thì không sao cả. Đó là chân hương. Câu hỏi thứ hai là lấy tượng Phật xuống lau chùi mỗi năm. Điều này rất là tốt. Tốt chỗ nào? Là tâm của mình đối xử một cách chân thành và hết lòng với cái nơi mình thờ kính. Mình hướng cái tâm tới, mình sống sao thì cái nơi mình thờ cúng y chang vậy. Cái tượng mình thờ cúng cũng là một cái tượng sống. Cái sự linh thiêng của cái tượng nó ở cái sự linh thiêng của tâm người. Cho nên cái thân mình mà còn tắm rửa mỗi ngày, huống hồ gì cái tượng Phật, cái nơi mình thờ kính thì nó phải sạch hơn cái thân mình. Cho nên cái tâm tốt, cái tâm đáng quý mới nghĩ đến cái tượng Phật, không phải là gỗ là đá mới lấy xuống mà tắm rửa. Điều này rất tốt đẹp. Tắm càng sạch càng tốt. Miễn là đừng có làm cái việc đó quá thường xuyên trong năm, 1-2 lần, thậm chí 3-4 lần. Mỗi tháng thì không nên, nhưng có thể 2-3 tháng. Hễ mà mình có cái động cơ tốt là giữ cái tượng cho sạch sẽ, nhìn cho nó trang nghiêm, khi mình tụng kinh lễ bái mình thấy hài lòng với tâm mình thì đó là tốt đẹp. Thấy tượng sạch, tâm mình sạch y như tượng. Nhìn cái tượng mà nó lấm lem, lòng mình nó cũng không có hoan hỷ. Thực ra tất cả mọi hình tướng bên ngoài nó biểu hiện cái nội tâm mình bên trong. Miễn là mình làm với cái thái độ rất cung kính, cẩn trọng. Và cái miếng vải mình lau của tượng Phật á là phải dành riêng, cất riêng một chỗ, cẩn trọng, chu đáo. Cái khăn lau mặt của Phật nó khác, còn cái khăn mà lau cái thân của Phật nó khác. Và hai cái khăn đó phải được cất rất cẩn trọng. Cái gì mà đụng đến Phật mình dành hết sự cung kính trọn vẹn và không được dùng những thứ đó cho những việc khác. Cái thứ ba là cái chổi mà mình quét ở trên cái bàn thờ phải là cái chổi đặc biệt dành riêng, không quét cái bàn thờ khác. Bàn thờ khác ở đây là cái bàn thờ Phật riêng với cái bàn thờ tổ tiên riêng, thì hai cái chổi khác biệt. Và mỗi lần chuẩn bị xê dịch cái tượng Phật hay lấy lên để xuống để lau chùi tắm rửa, và mình phải y áo ăn bằng chỉnh tề và phải chắp tay lạy ba lạy và thỉnh cái tượng xuống bằng cái tâm nguyện là để giữ cho sạch sẽ, giống như là mình bạch với Phật cho con làm cái việc này. Khi mình muốn làm một điều gì đó cho cha mẹ mình thì mình vẫn có một lời xin phép ngỏ ý, nó thể hiện sự cung kính mà. Chứ không phải tự ý, thích thì làm. Với từng cái ý niệm cung kính như vậy nó đều sinh phước. Bất kỳ cái ý niệm nào hướng đến Phật đều thể hiện hết lòng cung kính thì đều sinh phước. Và sau khi chân thành xin phép và cách mà mình nâng cái tượng thì mình coi mình để cái tượng chỗ nào, trước khi mình nâng mình phải cẩn thận để y chang lại như vậy sau khi làm sạch sẽ. Và nên làm việc đó 3 lần trong một năm thôi. Trong khi mình quét dọn, chú ý là đừng có để cái tượng Phật nó bị xê dịch, đừng có đẩy qua, dịch lại, thay đổi vị trí. Điều này rất là tế nhị. A Di Đà Phật. Câu kế tiếp là bàn thờ Phật 2 tầng. Tầng trên thờ Phật, tầng dưới bộ lư hương để cúng dường hoa, trái cây cho Phật ở bàn trên có được hay không? Bởi vì đã thấy trong lòng có một cái gì đó khác biệt và không có giống như những cách thông thường mà người ta thờ chỉ có một bàn nên mới hỏi câu đó. Ở trong chùa, chánh điện, cái nơi thờ Phật có rất là nhiều tầng. Để trên thờ Phật, ở dưới Bồ Tát và ở dưới nữa là nơi để trái cây, bánh trái cúng dường. Miễn là cái tâm của mình hướng đến cái đối tượng là cúng dường cái Tam Bảo thì không có những cái loại phi nhân, các chúng sinh vô hình khác mà họ dám nương tựa. Chỉ vì cái điều đó thôi thì mới không có dám để hai bàn. Nhưng để hai bàn nó thành hai cái cấp của một nơi thờ, và tâm của mình là hướng cúng dường lên cho Phật, Bồ Tát. Vì cái bàn nhỏ trên nó không đủ không gian để cho mình để tất tần tật những cái thứ mà tâm của mình mong muốn dâng lên cho Tam Bảo như hoa, trái cây. Thì mình có thể để một cái bàn phương tiện ở dưới. Mình không nghĩ đó là một cái bàn, nhưng mà nó là một cái bậc để mình tách biệt nơi thờ cái tượng Phật và cái nơi mà mình cúng dường hoa, trái cây, đèn, không có bát hương là được rồi.
lên cho cái nơi Tam Bảo mình thờ kính đó là không sao. Là nhiều khi con mua hoa, con thấy những chậu hoa nhỏ rất đẹp và sống lâu, có đất trong đó, như tulip, cẩm tú cầu, con hay thường mua về bỏ vào chậu sứ, chậu nhựa, đặt lên trên bàn thờ để cúng Phật thay vì cắm vào bình hoa. Nhiều người bạn con nói không nên như vậy, không nên mang đất lên bàn thờ. Là như vậy có được hay không? Không nên mang đất lên bàn thờ có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đất mà trồng những cái chậu hoa này có thể là nó bất tịnh, những cái loại đất không có được sạch sẽ, bón những cái loại phân mà nó không có phù hợp, mang vô nhà nó không tốt, huống hồ mang vô bàn thờ. Mình đâu có biết cái đất nó đến từ đâu. Và nữa, đất là giống như bùn vậy đó, nó tượng trưng cho cái nơi mà đau khổ, bất tịnh, ô trược. Và hoa nó giống như sự giác ngộ, tinh anh, cái cao thượng tốt đẹp như hoa sen vậy đó. Thì Phật từ trong đau khổ trở thành hoa sen giác ngộ. Mình lấy hoa, mình cúng dường thì mình nên cắt nó đi. Nó thể hiện cho sự viễn ly xa rời, cái sự bất tịnh, chỉ dâng lên những gì tinh anh, tốt đẹp, thánh thiện nhất, phù hợp với cái con người mà họ có những phẩm chất đó. Vì sao mình muốn bưng cái chậu hoa để lên? Bởi vì mình muốn nó đẹp lâu. Điều này vẫn tốt như thường. Ở trong nhà chùa vẫn dâng cúng cái chậu hoa lên cho Phật, không sao cả. Cái tâm mình nó tốt thì cái cảnh nó tốt. Nhưng nhiều khi cái cảnh mà cái đối tượng nó không được trong sạch thì mình cẩn thận hơn. Nếu mình nghĩ rằng cái đất nó không có được tốt đẹp, thanh sạch, có cái tâm nghi ngờ thì mình lập tức lấy ra. Nếu mình cho rằng cái đất đó nó không có vấn đề gì cả, mà bởi vì mình muốn giữ có hoa cho nó đẹp lâu, dâng cúng cho Phật thì vẫn tốt đẹp như thường. Nhưng đôi khi mình sợ tốn tiền mua hoa hoài bưng nguyên cái chậu lên cho đỡ tốn, và khỏi có thay mất công bưng lên dọn xuống thì cái đó là không nên. Thà dâng một lần bằng trọn cái tấm lòng còn tốt hơn là muốn nhìn thấy cái bàn thờ lúc nào cũng có hoa mà khỏi cái mất công, khỏi tốn tiền. Thì đó là cái tâm niệm nó bị sai lệch. Thế nên đúng hay sai, được hay không, không phải cái đối tượng bên ngoài phải như thế này hay phải như thế kia, mà là cái động cơ nào để mình thực hiện hành động đó. Là vì cái sự ích kỷ, cái lòng tham lam, sự tính toán, cái sự làm biếng giải đãi, hay là vì tấm lòng chân thật, một dạ một lòng thanh tịnh trọn vẹn và thành kính muốn dâng lên cúng dường. Phước nó sinh ra không phải do cái đối tượng mình mua về, mà ở cái tấm lòng thành kính mình hướng vào cái đối tượng đó. 5-7 ngàn một đóa hoa không đẹp lắm, nhưng lòng mình thành kính muốn dâng trọn vẹn lên cho Tam Bảo thì phước vẫn vô lượng hơn là để cho cái bàn thờ nó có hoa, mua một cái chậu rất đẹp rất lâu giống như hoa sen đá chẳng hạn, hoặc là mua luôn hoa giả về cúng, khỏi rửa, khỏi thay lên thay xuống, mà khỏi tốn tiền, thấy bàn thờ lúc nào cũng đẹp để người khỏi có chê, mình thấy hài lòng, thì cái phước này chưa chắc bằng đóa thật rẻ tiền đâu nha. Nên phước sinh ra từ tâm, không sinh ra từ vật. Tâm thành thật tha thiết thì phước từ đó mà phát sinh. Tâm tính toán nghi ngờ cũng theo cái sự nghi ngờ tính toán đó mà tùy theo phước ít nhiều. Câu cuối cùng là tại sao không nên xê dịch lư hương chân đèn tượng Phật? Và nếu xê dịch thì gây ra vấn đề gì? Kính thưa cô và quý vị, về mặt phong thủy á, nó có phong thủy về hình, phong thủy về khí, năng lượng và phong thủy về tâm. Nếu tâm mình vững chãi á, thì không cần cái năng lượng và cái hình kia. Nếu tâm mình chưa vững chãi á, thì mỗi một cái hình tướng, mỗi một cái vật thể nó đều tạo ra một cái dạng năng lượng quanh nó khác nhau, và nó có một cái mức độ ảnh hưởng qua lại khác nhau. Cho nên những cái vật thể nào mà nó cố định một chỗ, khi mình xê dịch, cái mức độ tác động của năng lượng của nó, cái khía cạnh hình tướng của nó tạo ra cái tác động xung quanh nó sẽ thay đổi. Tại sao người ta làm chùa ở trên núi cao, lưng phải dựa vào núi, hoặc là cái nơi thanh tịnh xa lánh người dân? Là bởi vì những cái đất giống như núi hay cái nơi thanh tịnh xa lánh đó, nó không có được cày lên xới xuống, qua tay chủ này qua tay chủ kia,
không có được người ta để cái tâm hướng cái năng lượng tham lam, ô nhiễm trần tục vào. Nhưng cái đất đó là cái đất thiên. Một hòn đá nó ở nguyên một chỗ thì cái năng lượng xung quanh của hòn đá đó khác biệt. Ngồi thiền ở trong hang động dễ tĩnh tâm hơn là như vậy. Thì nước mình cúng lên cho Phật như là để mình trị bệnh. Nơi mình thắp cái ngọn đèn hay mình cắm cái nhang hay cái tượng Phật mình để hay là cái bộ lư hương, những cái thứ này là nên cố định trên bàn thờ, không nên xích qua xê lại. Về mặt phong thủy nó sẽ thay đổi về năng lượng tương tác. Về mặt cung kính, Phật Bồ Tát Đại Bi Đại Từ không khiển trách, nhưng Long Thiên Hộ Pháp, những vị mà yểm trợ hộ trì, nơi nào có tam bảo nơi đó nhất định có những người yểm trợ một cách vô hình, nơi tam bảo đó được thờ cúng một cách chu đáo, thì họ sẽ không có mấy hài lòng. Nếu mình bằng cái tâm giống như là không phải xem thường, nhưng mình dường như vô ý đã làm mất lòng đến họ. Nhưng điều này rất là tế nhị, cho nên mọi sự xê dịch nếu cần thiết mới làm, nên làm bằng cái tâm xin phép cung kính. Nếu mình xê dịch thì mình gây ra vấn đề gì? Trong một lư hương của một gia đình, ta xây 3 vòng thôi là gia đình đã có chuyện. Điều này tin hay không mà cũng không nên làm thử. Cái sự xê dịch của một cái vật thể linh thiêng, cái vật thể mà nó hội tụ cái năng lượng vô hình, cái âm phúc của gia đình, mình xê dịch thì dĩ nhiên nó có sự xê dịch của tổng thể, cái cấu trúc, cái phong thủy của cái nơi xung quanh cái vật thể đó. Mà tại sao mình xê dịch? Một là mình không chú tâm, hai là mình xem thường. Đồ đạc của mình bình thường là để chỗ A, chỗ B, chỗ C. Mình đi đâu về mình thấy nó xê dịch, mình hỏi liền, mình khó chịu liền. Ai làm cái gì đó nên đồ đạc của mình không hỏi, xin phép mình, bản thân mình cũng khó chịu. Cho nên cái đời sống của con người chúng ta mà suy diễn ra cái sự cung kính, cho nên mới để một cái vật thể một chỗ. Nó để một vật thể một chỗ, nó tạo ra một cái năng lượng từ trường nhất định của vật thể đó, với cái sự hài hòa của cái hình tướng vật thể đó với những vật thể xung quanh. Một cái sự thay đổi, dịch chuyển, nó tạo ra cái năng lượng, cái từ trường khác biệt, có thể là thuận, có thể là nghịch mà mình không biết. Cho nên sẽ có một cái sự xáo trộn nhất định. Như trong gia đình, những cái vật thể lớn mà cứ thay qua đổi lại vật này vật kia, góc cạnh này góc cạnh nọ, thì trong nhà nó tạo ra một cái sự bất hòa khí, mất tình thân mà mình không hề hay biết, lục đục hoài trong cái gia đình, ăn không ngon ngủ không yên, sinh bệnh tật hoài là như vậy. Đó là cái hậu quả mà mình có thể một cách vô tình mà mình gây ra, không cần thiết. Kính chia sẻ đến cô và quý vị. A Di Đà Phật.